À, bé nôn chấn nhiều phải làm tăng khả năng bị các bệnh về đường hô hấp không em ạ? À, không ạ. À. Đúng em ạ, nó là cũng là một trong những khả năng mà bé có thể gặp những cái vấn đề về đường hô hấp. Đặc biệt là khi bé nôn chấu thì tăng sổng cái đó là tức là nó là cái nguy cơ mà bị sặc chấu thức ăn vào cái đường hô hấp của bé thì khi đấy nó sẽ gây ảnh hưởng viêm ảnh hưởng đến đường hô hấp. Được chưa? Có một lưu ý là cái cách xử lý khi bé bị nôn chấu nhá thì mình cần bình tĩnh và nữa là không bé sốc không bế sốc bé lên khi bé đang nôn chấu nhá. Việc đầu tiên của mình là cần cho bé nằm nghiêng và tốt nhất là nghiêng sang bên trái và để bé rồi sau đấy làm sạch những cái mà bé gọi là như chấu là đặc biệt nếu mình chấu lên mũi để làm sạch nhá có thể dùng hút mũi để làm sạch cho bé đường mũi quan sát được gọi là gì nhá có những cái vấn đề xử lý mà bị nôn chấu và đặc biệt là mình cũng không mong tức là cái tình trạng nó hiếm gặp thôi ví dụ nhưng mà chắc là cũng sẽ nói qua để các mẹ có xử lý nhá. Đó là khi mà bé bị nôn chấu mà tức là cái chấu ọc đấy nó đi cả vào cái đường hô hấp của bé mà bé có như mà mình thấy ví dụ có biểu hiện tím tái hay gì đấy bé không rất nhiều thì mình có thể để cho bé gọi là tả thì hơi khó nha tức là sẽ úp sấp bé xuống và để cho đầu bé sẽ hơi thấp một chút được cho đầu thấp hơn thân người và vỗ vỗ vào lưng bé được chưa đó là những cái sơ cứu thôi để cho cái này chắc là các mẹ sẽ xem bằng video cụ thể thì dễ dễ hơn là mình nói đúng không? Thì đấy là cái cách sơ cứu khi mà cái bé bị ọc sữa chắc chắn là phải gọi cứu nữa rồi nhá. Ọc sữa mà nó luôn vào cả đường hô hấp hay đường thở của bé đó thì như mình vừa nói là sấp xuống và cho bé nằm sấp nó hơi giống cái sơ cứu khi bé có dị vật đường thở đó nhá. Thì nó giống cái đấy.